Chị ơi, cho em lấy đôi tất. Vâng. Thế gọi đem 10.000 này, loại Hàn Quốc là 20.000. Đây. Đi hàng này. Còn hàng này thì đi lao động. Còn lại 15.000 thì gần nửa. Cái này 20 à? Đúng rồi, 20. Cái này đi nó không hôi chân. Cần cốt tông. Chỉ cả nhà cần 3 con. Ôi. Cái này cái màu này pha đẹp. Màu này pha đẹp. Con này màu được. Chưa em chọn làm gì. Thể này đắt lắm. 998.000. Cái này trước giá. Thôi là 1 triệu. 998.000.